hiện tại mình đang đứng tại Tottenham Court Road. Thì hôm nay mình sẽ đi chiêm ngưỡng màn hình 3D khổng lồ phía sau lưng mình là cả nhà. Ok, đi thôi. We'll be right back.
cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy video hấp dẫn và thú vị thì cho mình một subscribe và một like nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.